lũ cát đỏ tràn xuống đường nối Phan Thiết, Mũi Né. Sau mưa lớn, nước lũ kèm theo cát đỏ từ phía đồi tiếp tục tràn xuống đường, uy hiếp người đi đường trên tuyến nối trung tâm Phan Thiết ra Mũi Né, chiều ngày 4 tháng 9. 13 giờ, nước lũ từ phía trên các dự án bất động sản trên đường 706B lại đổ ào ạt xuống phía dưới, xé toạc các khu đất trống, mang theo cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông, thành phố Phan Thiết. Giao thông trên tuyến ven biển nối trung tâm Phan Thiết ra khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né tại phường Phú Hài bị ảnh hưởng, ách tắc cục bộ. Các loại xe qua đây lo ngại mất an toàn đã tự quay đầu đi vòng lên đường 706B ở phía trên song đường Nguyễn Thông để ra hướng Mũi Né và ngược lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã điều động nhân lực và xe múc, xe ben ra hiện dọn dẹp hiện trường. Sau khoảng 30 phút, giao thông qua khu vực thông suốt trở lại. Hôm 27 tháng 7, đường du lịch ra Mũi Né đã bị ách tắc nhiều giờ tại đoạn này. Cát đỏ ngập tràn cao gần 1 m, kéo dài trên đoạn đường hơn 20 m, một số ô tô cố vượt qua bị mắc kẹt trong bùn cát. Cát đỏ còn tràn vào hàng quán ven đường, vùi lấp bàn ghế, đồ đạc, gây thiệt hại tài sản và đình trệ công việc làm ăn. Tình trạng này sau đó lại liên tiếp xảy ra, nhưng mức độ ít hơn, gần nhất là vào trưa ngày 3 tháng 9. Nguyên nhân được xác định do nước dồn lại ở phía đường 706B sau mưa lớn. Nhưng cống thoát tại đây chưa được đấu nối vào hệ thống thoát ra biển ở hạ lưu, do dự án này chưa thi công xong, nước dồn lại ở khu đất trống phía trên đường Nguyễn Thông hình thành lũ cát tràn xuống. Trong khi chờ dự án thoát nước ở hạ lưu hoàn tất, chiều nay Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã cho triển khai biện pháp khắc phục tạm thời. Theo đó, đơn vị thi công sẽ múc đất, đắp bờ, nắn dòng phía sau cống thoát đường 706B, để khi mưa lớn, nước tỏa đều ra rừng cây xung quanh đồi, giảm lực và ngăn nước tích tụ hình thành dòng gây lũ cát tràn xuống đường Nguyễn Thông cách 250 m. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.